Bộ phim Đại thoại chỉ thiếu niên dù do TV200ARG thực hiện thuyết minh. Tập 1. Thêm chút nữa, phu nhân, ra sức. Cấp cấp như luật lệnh. Tấp tấp nóng nảy, giả thần giả quỷ, văn văn vờ vờ, không gian trá cũng là ăn cắp. Truyền thuyết nói thượng anh quái đau thương bất nhập, đồ chơi này ngươi đảm bảo có tác dụng sao? Pháp khí này của bần tăng tên gọi cửu hoàn kim chi, phàm có yêu vật gần bên thì có thể kêu rung không thôi, tiếp đó phát ra kim quang vạn đạo, khiến cho yêu vật không còn nơi ẩn hình, tan thành tro bụi. Nói thần thánh như vậy, ngươi lại chưa gặp qua thượng anh quái. Nếu là để bần tăng gặp được, bần tăng đem nó đánh cho hiện nguyên hình, không nơi nào trốn. Nghe đồn thực anh quái này tuy rằng gọi là thực anh quái, kỳ thực không phải là ăn người thật, mà là phụ thể ở trên người trẻ em hấp thụ dương khí của đứa trẻ đó. Trẻ nhỏ bị thực anh quái phụ thể nhìn qua không có gì khác với người bình thường, nhưng là không lâu thì sắc mặt biến thành màu đen, sau đó toàn thân phù nề, sau đó thì mất đi nhân tính, hỗn độn giống như bị người khác sai khiến. Càng đáng sợ hơn là hắn mới như mở miệng ra thì sẽ nhả ra hắc khí giống như thế này này. Sinh rồi, chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân, tốt quá rồi. Chúc mừng lão già, phu nhân sinh được một bé trai to béo. Nhân sinh tam đại hỷ sự, thế nên đạt được hoài bão, cho nên lại lấy vợ, tuổi già đứa con, để ta xem thử. Ngài đều chiến giữa tất cả rồi. Tốt, tốt quá. Gió yên sóng lặng, tiền thưởng về tay rồi. Con ngoan của ta, con gọi Kim Bất Khoán đi. Tiếng vang từ trượng cũ này của ngươi, Kim Trượng không gió mà tự vang, đó là điểm báo cuộc sống. Thắp đèn, mau thắp đèn, đừng rơi vào con ta. Yêu quái. Yêu quái. Chạy so với ta vẫn rất nhanh. Pháp sư cứu mạng, có yêu quái, thật sự có yêu quái. Núi xanh của nó sợ gì không có phủ đốt. Cha! Các vị, ta nói 500 năm trước, Hoa Quả Sơn linh hầu Tôn Ngộ Không, hắn vượt núi qua biển đến được Phương Thốn Sơn, bái cái đó Bồ Đề Lão Tổ làm sư phụ, chưa từng nghĩ sẽ dẫn đến một đoạn thiên cổ nghiệt duyên. Một hạ của Bồ Đề Lão Tổ đó và một nữ đệ tử, ta cũng không biết nữa.
Ta chỉ biết được cô ta họ Bạch, không phải không biết họ Thẩm tên ai sao? Sao nói nhiều vô ích vậy? Hai người đó ban ngày cùng lớp học tập, ban đêm ngủ cùng một giường. Nàng gọi ta sư ca, ta gọi nàng sư muội, thật là ngọt ngào. Tục ngữ nói, hoa đẹp không hay nở, cảnh đẹp không hay ở, con người ân ái, không ngờ có người đến tách ra. Bồ đề lão tổ đó nhìn ra tâm ý của hai người, đem phất trần đó vung lên, đuổi tiểu bạch đó ra khỏi sư môn. Bồ đề tổ sư còn quả nhân duyên sao? Ai ngờ tôn ngữ không đó lại là hạt giống si tình. Một cơn đổ vân len lén theo tiểu bạch sư muội mà đi. Tiểu bạch rất cảm động. Hai người cùng nhau trở về hoa quả sơn, bái thiên địa, vào trong động phòng. Còn sinh khỉ con. Ai ngờ được bồ đề lão tổ không cam tâm. Hắn đem chuyện này nói với thiên đình. Thiên đình phái xuống 10 vạn thiên binh thiên tướng đến bắt giữ Tôn Ngộ Không. Bồ đề và thiên đình lại là quan hệ gì? À cái này, 10 vạn thiên binh thiên tướng đó đem đàn đoàn bao vây hoa quả sơn. Người dẫn đầu là Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh. Lý Tịnh đó ném xuống pháp bảo chấn kiều tháp, đem tiểu bạch thu vào trong tháp. Hai người yêu nhau sẽ lại cứ động thủ với nữ tử yếu đuối. Tôn Ngộ Không và thiên binh thiên tướng đó đánh nhau 3 ngày 3 đêm, đánh là hôn thiên hắc địa, nhật nguyệt không ánh sáng. Hay, xin nhận. Cảm ơn mọi người. Quay về cuốn chuyện, một Tôn Ngộ Không đó cuối cùng cũng cứu được tiểu bạch, nhưng chưa từng nghĩ bị trọng thương, đem tiểu bạch đó quên mất rồi. Tiểu bạch dưới cơn tức giận, chỉ khi một tộc linh chết lên thiên đình. Lần này gặp đúng bàn đào thịnh yến, chỉ thấy tiên tộc đó vừa bày ra 88 bàn lưu ly tịch. Trên tịch đó, việt cừu hấp, chân gấu hấp, đuôi gấu hấp, việt quay, ngỗng nướng. Huynh đệ, có nghe qua câu được gọi là nhìn cờ không nói chân quân tử, kẻo tử phá đám không trượng nghĩa? Không dám. Tại hạ nghe huynh đài giảng giải chuyện say sưa thích thú, có cảm bà phát, bất ngờ quấy rầy hứng thú kể chuyện của huynh đài. Nếu cứ biết nhiều hơn, người đến giảng đi. Huynh đài lưỡi sáng liên hoa, mồm trên chạm mép dưới, thì là bay bổng như thác nước chảy ngược 3.000 thước. Tại hạ không dám. Người cho rằng ta nghe không giả, người mắng ta đảo ngược trắng đen. Ta hôm nay không muốn đàn bà xa phấn, trở về chút nhan sắc xem thử. Quân tử động khẩu không động thủ, còn mắng ta là tiểu nhân, xem kiếm. Chắc chỉ là tên mọt sách, ta thường ngược lại không tội. Quân tử không vọng động, động ác có đạo, hành ác có lễ. Má ta không nói đạo lý, cho người xem thử bản lĩnh thật sự. Ta bát quái phát sáng rồi. Không tồi. Không biết các hạ còn có bản lĩnh gì? Ta có bản lĩnh lớn. Ta nói cho người biết. Tiểu liệt, chuẩn bị. Ta trên thiên văn, dưới tường địa lý, phán âm dương đã sinh tử, vì người xóa buồn giàu giải nghi ngờ cư bệnh thiên tai. Hôm nay mới vào bảo địa, lấy dáng yêu phục ma làm chủ, xem tướng tính khỏe làm phụ, nhân tiện kéo tay cũng nhận chút việc vặt. Cứu mạng thượng tiên, tiểu chủ nhân nhà ta gặp quái bệnh, xin thượng tiên thi triển pháp lực cứu chủ nhân phù thượng ta một mạng. Kim trưởng quỹ của Phúc Vinh Tiền Trang lớn nhất địa phương cùng với ông có quan hệ gì? Chính là trưởng quỹ nhà ta.
Hết công kê trưởng quỹ vậy mà rộng rãi như vậy. Cái này không đủ à? Đây là tiền đặt cọc. Nếu có thể cứu tiểu chủ nhân nhà ta, lão gia nhà ta còn có trọng tạ. Đây mới chỉ là tiền đặt cọc. Chuyện xảy ra bất thường ắt có yêu. Ta vẫn là tránh người trước. Thật không dám giấu, tại hạ trong nhà có việc gấp. Tại hạ tuy bất tài, có thể xem một lần sinh thần bát tự của tiểu chủ nhân. Vị này là... Ta và hắn cùng đi. Ai và ngươi cùng đi? Ta và ngươi giả, ngươi không có kim cương toàn đấy thì đừng có ôm lấy công việc đồ sứ này. Nhật chủ suy yếu, quan sát qua vượng. Cái gì? Đây sớm là mệnh cách của trời. Tiểu chủ nhân nhà ngươi trong mệnh có kiếp. Này, đọc tử thư là hại chính mình. Một khi mở miệng hại người rồi. Ngộng tiên, xin các ngài ngàn vạn lần cứu lấy tiểu chủ nhân nhà ta. Ông yên tâm, chuyện này người khác thật sự giải quyết không được. May mắn gặp được hai người chúng ta. Bỏ ta ra. Ai với người là chúng ta hai người? Người tự mình đặt hốt nhảy vào trong, không có lôi ta vào. Chuyện không nên chỉ hoãn. Hai người chúng ta đây đi quý phủ thăm dò đầu đuôi sự việc. Tập 2. Thiên tâm vạn khổ mới sinh được con trai, lại biến thành thứ hình dạng này. Phu nhân yên tâm, ta đã mời tới cao nhân. Lúc trước tìm đến hai người đó cũng tự xưng là cao nhân của Hóa Sinh Tự và Phương Thốn Sơn, còn không phải là đám giang hồ lừa gạt sao? Phu nhân, lần này hai vị cao nhân này tuyệt đối là hàng thật chính hãng. Phu nhân đã ngất đi rồi, mà đem phu nhân dìu đi. Vâng, mấy tên các người, còn không mau khóa cửa lại. Vâng. Mình cũng ăn một chút đi, ăn cái con khỉ. Ta nói cho người biết, kim trực quỹ đó tuy nó là gia tài vạn quán, nhưng lại có danh xưng tiểu khí. Bình thường bảo hắn nôn ra một chút tiền so với lên trời còn khó hơn, có thể khiến hắn ném ra nghìn vàng, khẳng định là chuyện lớn, siêu cấp khó làm. Đâu ra ngươi và ta có thể giải quyết? Chuyện lớn mới có thể thi triển ra bản lĩnh của huynh và ta. Ta nhổ vào, ngươi cô ra quả nhân nói khoác lác thì thôi đi. Ta nhưng vẫn là kéo theo người nhà. Người nếu làm loạn liên lụy đến tiểu liệt ta. Tiểu Liệp, cả nữ ăn ngon không? Sau này còn muốn ăn lần nữa không? Muốn, đệ. Ta nói cho người biết. Mà thôi. Người đi ở giang hồ, trong hiệp nguy xin phú quý. Gửi ra cũng là một đao, so vào cũng là một đao. Huynh đệ, xưng hô thế nào? Tại hạ, Tiêu Giao Sinh. Người đây như không ghét bỏ, về sau gọi người là Giao Giao đi. Ta là kiếm hiệp khách. Ta không ghét bỏ tiểu kiếm. Giao Giao, hay chúng ta bây giờ là châu chấu trên cùng một sợi dây, ai cũng không chốt nổi. Huynh đài ta đây nhiều hơn mấy năm kinh nghiệm hành tẩu giang hồ. Lát nữa người tuyệt đối đừng nói chuyện, giao cho ta là tốt rồi. Hai vị thượng tiên, đây là trưởng quỹ của chúng ta. Hai vị thiếu hiệp, cầu xin các người cứu con nhỏ của ta, kim bất hoãn đi. Chỉ cần cứu được đứa bé, bao nhiêu tiền ta đều trả được. Nè mặt kim trưởng quỹ, hai người chúng ta nhất định sẽ mang hết bản lĩnh ra. Được, xin hỏi, tiểu công tử bây giờ ở đâu? Hai vị đi theo ta. Kim bất hoạt. Đây là yêu quái gì? Hồng anh quái. Thật sự là thật anh quái à? Cái này như thế nào mới tốt đây? Kim gia ta ba đời đơn truyền,
Lão phu hơn 60 tuổi mới có được đứa con trai duy nhất này. Như thế này bị thực anh quái tai hại rồi. Ra cho chúng ta đi. Hai vị giữ cửa liên quan đến cửa chắc viện. Nghe được bất kỳ tiếng động nào thì không được mở cửa bước vào. Tiểu Liệp, trông qua hành lý cho tốt. Hôm nay ta chuẩn bị bắt giữ, chưa bắt giới kéo mây, thể hiện tài năng rồi. Đúng rồi, nghe nói thực anh quái đau thương bất nhập, thiếu hiệp phải cẩn thận đấy. Đợi đã, đao kiếm đối với thực anh quái này không có tác dụng. Này, mặc kệ là thực anh quái hay là thực nhục quái, bà đại hiệp khó chịu nhất là đám bắt nạt trẻ con này. Người qua đây cho ta. Hỏng rồi. Cùng hai tử này khí lực còn không ít. Thực anh quái đang trốn chạy. Ở chỗ này. Kiếm này có tác dụng. Kiếm bất khoát. Đại hạt nhát, có bản lĩnh đừng đem trẻ con ra làm lá chắn. Ra đây cùng chúng ta đây. Muốn chạy không dễ dàng như vậy đâu. Giao giao tiếp vào tay. Được gọi ta là giao giao. Đừng có phí lời, mau động thủ đi. Kiếm hiệp khách. Tiểu kiếm. Đẻ chết ta rồi. Kiếm này của người nhìn qua tầm thường không lạ, không ngờ còn có được mấy phần tác dụng. Ta nói cho người biết, kiếm này của ta đến nhưng không phải được ba linh độc quyền bởi TV2 ở trong nhà cho thành đông. Nhìn qua sao thôi, nhưng cũng đã có gen phận. Giao giao, thường anh quá chủ yếu là do ta làm. Ta nói cho người biết, một lát nữa lấy tiền thưởng chúng ta chia 28, người 28. Ngoan ngoan ngoan, đừng gọi ta là giao giao. Nhiều nhất 37 đi. Người 3, ta 7.
Đại ân đức của các thiếu hiệp rất đời khó quên. Mời bao nhiêu chỉ cần mở miệng. Không đáng kể. Bản thiếu hiệp vì dân trừ hại không cần hồi báo. Một chút lòng thành của trưởng quỹ thì được rồi. Nếu như thiếu hiệp nói như vậy, cái này ông cũng quá cao kiệt rồi. Thiếu hiệp ra tay quá nặng. Chắc viện của lão phu cần trùng tân tu sửa, cũng là một khoản chi lớn rồi. Ông Tiểu Kiếm, không cần 28 cũng không cần 37 đều cho huynh hết. Đáng ghét, quả nhiên là lão tỷ thù. Để sao phải thu tiền đặt cọc của hắn trước. Chút tiền này cô gặp quay không đủ. Ai bảo huynh vừa giờ không ăn. Đáng ghét cho một bàn ăn lớn. Ca ca. Tiểu Liệp, ta quá thích đệ rồi. Ta nói cho đệ biết, đệ yên tâm. Ca ca một thân bản lĩnh, sau này nhất định sẽ cho đệ ăn gà quay đến mệt. Đừng ăn nữa. Tiểu Liệp bị bắt đi rồi. Đứng lại, chia ra hai cánh. Cứ đi đường lớn, không phải trong hẻm tìm. Tập 3. Nhưng chuyện này không rõ mà tự động. Lần cận chắc chắn là có thực ảnh quái. Còn chưa ra khỏi kia cả. Lúc trước chạy nhanh như gió vậy đấy. Lần này sắp sức diễn trò cũng không lấy được tiền thưởng đâu. Nghe nói sau đó lại mời thêm hai tên hậu sinh. Nào đâu có thể thành sự. Sẽ là thực ảnh quái đã trốn rồi. Nói như vậy, chúng ta mới có thể lượng thứ bỏ sót. Mà nhìn ấn ký trên trán đứa trẻ này, cùng kim bất khoán như nhau. Cái này lại là thực anh quái. Đợi đã, kim trận này lại không kêu nữa. Trừ vì có điểm khác lạ. Ấy, rốt cuộc là có linh hay không linh? Chúng ta có đừng quản bảy lỗ tám huyệt nữa. Đứa bé này nếu đã có ấn ký của thực anh quái, vậy thì nó tự nhiên chính là thực anh quái rồi. Chúng ta bắt nó đi, tự nhiên có thể đạt được tiền thưởng thôi. A-di-đà-phật, lỡ như giết nhầm sinh linh vô tội, chẳng lẽ không phải là làm nên sát nghiệp? Đây nhưng lại là chuyện lớn liên quan đến tính mạng của bách tính toàn thành. Thà giết nhầm cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Nếu không tạo nghiệp càng nặng. Chúng ta cũng phải làm một tràng pháp sự, hô cho bách tính tòa thành đều thấy là chúng ta vì dân trừ hại. Tiểu Liệp, Tiểu Liệp, là đệ sao? Tiểu Liệp, mà đi, đừng làm kinh nhiễu người khác, sinh ra rắc rối. Bên này.
Vừa rồi có lẽ chính là âm thanh này. Nhưng là... là ai vô cớ đối với một con mèo hạ độc thủ như vậy? Để lật đi qua chỗ này. Nó nhất định bị ai đó mang đi rồi. Ta ở một bên làng trài nhỏ, ven bờ Đông Hải lớn lên. Lúc nhỏ, ngày nào cũng ra biển bắt cá bay. Cá bay trên lưng có một mảnh xương cá. Ở dưới ánh trăng, sẽ phát ra ánh sáng lấp lánh, nhìn rất đẹp. Ta gom được rất nhiều, làm thành một chiếc vòng cổ. Cái này thực sự không giống những chuyện mà huynh làm. Có lẽ cũng chỉ đối với đệ đệ mới. Đệ đệ không phải thân đệ đệ của ta, nó là của ta. Đệ đệ của bằng hữu. Một người bằng hữu rất quan trọng. Là một cô nương sao? Chủ nhân của hoa tai này khẳng định cũng là một cô nương. Bây giờ khi huynh cúi xuống, nó rơi ra. Đúng thế, là một cô nương. Đáng tiếc ta không biết bây giờ nàng đang ở chỗ nào. Phải chăng còn có duyên gặp lại? Cô nương của huynh thì sao? Ta đến nơi khác tìm cái manh mối. Ta có manh mối. Từ trong miệng mèo lấy ra. Có lẽ là lúc khi được đem tiểu liệt quyền bởi TV2 vừa thấy một vị tay của biển muốn cắn sợi dây chuyền nhưng bị kẻ cướp đánh bị thương. Nhưng là tìm nó ở đâu? Manh mối thấy được đứt đoạn rồi, manh mối không thấy được, còn chưa có đứt. Xem ra chính là chỗ này. Đây, đây là nơi quái quỷ nào? Là phúc thọ điểm. Thực sự là một nơi tốt để giấu người. Mời, mời thí chủ. Rượu ngon. Cát. Nào. Hai vị đại hỉ, uống rượu. Người xuất gia không được uống rượu. Thật sự đang coi mình là hòa thượng sao? Nào, hai ta uống. Hai tên giang hồ lừa gạt. Có cái gì mà đại hỉ? Ta đi sân sau tìm Tiểu Liệt. Khi người đây canh chừng, có động tĩnh thì nghĩ cách thu hút sự chú ý của bọn chúng. Tìm được Tiểu Liệt, bỏ ngói làm việc. Tôi bình tĩnh, đừng vào động. Đi, được, khoan đi một vòng. Mệt chết rồi, mau quay một vòng, quay lại mới có thể ngủ một tí. Được, đi. Bọn chúng ở trong phòng ăn thịt uống rượu ngon, hay chúng ta cũng làm một tí.
vẫn là đường uống. Thực anh quái đó nếu trốn ra ngoài, thực anh quái, thực anh quái, đừng có uống say. Ngày mai chúng ta phải áp giải thực anh quái đi giám thiên đài chính pháp, không được bất cẩn. Yên tâm đi, chuyện áp giải này có chúng huynh đệ bên dưới rồi. Ta nói lần này bắt được thực anh quái, tiền thưởng của quan phủ khẳng định là không ít. Các người chung quy không thể chỉ mời ta uống rượu được. Cái này đương nhiên. Nói ra thì đứa trẻ đó mặc đồ rách nát, trông cũng đáng thương. Làm sao nghĩ đều không nghĩ được, hóa ra lại là thực anh quái. Nhưng từ lúc nào có lòng dạ Bồ Tát như vậy? Chính là cô đơn không nơi nương tựa, một cái mạng hèn mới dễ làm. Người nào? Là ai? Có người xông vào rồi. Hai người đi bên đó xem thử, động tĩnh gì vậy? Lẽ nào có người tới cứu đứa bé này? Yên tâm đi, có huynh đệ bên dưới sân sau coi chừng mà. Ở sân sau, có người xông vào rồi. Hai người, các người đi bên đó xem thử. Yên tâm đi, cho dù có đến, đứa bé cũng không có ở đây. Không ở? Vậy thì ở chỗ nào? Được đấy, ngay bên cạnh chúng ta cũng dám giấu. Ấy, tóm lại ta không thể trắng trợn nói cho các ngươi. Đừng để hắn trốn. Trên nóc nhà có người. Tiểu Liệp, cuối cùng cũng tìm được đệ rồi. Tiểu Liệp đi, chúng ta về Giang Châu. Đệ không theo huynh đi đâu, để muốn tìm tỷ tỷ. Tiểu Liệp, quay lại. Sắp tỉnh rồi, mà đem hắn quăng xuống sông. Đóng gói lại, thanh kiếm gãy đó cũng ném đi. Chả bảo là hắn chìm sâu xuống cho cá ăn. Tiểu Liệp, Tiểu Liệp, kéo ta. Kiếm hiệp khách, không phải khuyên nói mình giỏi nhất ở dưới nước, trang chơi khắp tứ hải không đối thủ sao? Còn không mau tỉnh lại. Mình đồng ý với ta đưa Tiểu Liệp về Giang Châu mà, đừng có giở trò. Ca ca, Tiểu Liệp, đừng đi. Cuối cùng cũng quay về. Bỏ ta ra, bỏ ta ra, Tiểu Liệp. Tiểu Liệp đâu? Ngươi tìm thấy đệ ấy rồi. Ta phải quay về cứu Tiểu Liệp. Tiểu Liệp cũng ở Phúc Thọ Điệp. Ta nghe được bọn chúng nói chuyện, nhưng là còn chưa nghe được Tiểu Liệp rốt cuộc bị nhốt ở đâu. Sao đang nghe thấy tiếng kêu của huynh? Xin lỗi. Không trách huynh, huynh là vì cứu ta. Là ta tự mình quá bốc đồng rồi. Bình tĩnh một chút, chúng ta vẫn còn cơ hội cứu Tiểu Liệp. Ngày mai bọn chúng sẽ đem Tiểu Liệp đến giám thiên đài xử lý. Mà người đều biết thực anh quái gây hại Trường An đã mấy tháng qua, khiến mọi người trong thành hoang mang. Bần đạo thần bá tử cùng bộ trưởng đại sư đã sai thật đem nó chế phục. Nay phụng thiên mệnh,
Hành quyết thực anh quái. Trời phù hộ Trường An ta, trừ yêu cửu an. Ông trời phù hộ mãi mãi bình an, Trường Yên cửu an. Ông trời phù hộ mãi mãi bình an, Trường Yên cửu an. Kiếm hạ lưu nhân. Huyền Thiên Sư, lão nhân gia ông ta sao lại trở về rồi? Huyền Thiên Sư, ngài không phải đi Vân Du rồi sao? Lão Phu Vân Du đến Tây Ngưu Hạ Châu, nhìn thấy yêu tinh hiện ở phương Nam, bấm ngón tay tính toán, nội cảnh đại đường có yêu túy làm loạn, vì thế ngày đêm ngự khí mà đi, trở về vì bắt tính trừ yêu phục ma. May mắn lão Phu kịp thời quay lại. Giám thiên đài này lại là nơi đặt địa mạch linh khu của Trường An, liên quan đến quốc vận đại đường ta. Chẳng lẽ để loại người như ngươi ở đây lỗ mạng? Nếu là bởi vì cái này trên quấy nhiễu thiên mệnh, dưới náo loạn quốc giả, các người tội nghiệp nghiêm trọng biết bao. Nghiêm trọng biết bao. Huyền Thiên Sư, thực anh quái này làm tai vạ bách tính, chung quy lại không thể thả hắn đi như vậy. Sự quyết thực anh quái cần tìm nơi khác, cái này giao cho lão phu đi. Các ngươi ở đây thắp hương tế bái khấu đầu 100 lần, sau đó có thể rời đi. Cái này... Ân công, vì dân trừ hại là bổn phận của tại hạ, không cần nói cảm ơn. Hứa cho ta mắt mở, không biết ân nhân cứu mạng Tiêu Giao Sinh, vậy mà chính là Viên Thiên Canh ở đó biến đổi. Hóa ra là các người, bắt lấy bọn chúng. Bắt lấy bọn chúng. Tại sao thường anh quái cứ trừ mãi không hết? Bởi vì vài người tâm bất lương, ham muốn tài phú, thành hổ làm ác, sẵn sàng trở thành đồng lõa của thực anh quái. Vì dân trừ hại, vì dân trừ hại. Tên lừa đảo đáng ghét, ngậm máu phun người, ngươi. Nhưng cái này, quyền tử thật sự là hai vị này trị khỏi. Người nói bọn họ và thực anh quái là cùng một bọn, có chứng cứ gì không? Chứng cứ đương nhiên có, chắc chứng như sơn. Có nhìn thấy không, Kim trưởng quỹ, cái ấn ký này không phải ông quên rồi chứ? Không sai, không sai, ta nhớ ra rồi. Trên trán Kim Bất Khoáng nhà ta cũng có một mảnh ấn ký như vậy. Đây là ấn ký của thực anh quái cụ thể. Kim trưởng quỹ, ông nghĩ lại mà xem, ông có tận mắt thấy được bọn chúng giết chết thực anh quá? Chưa từng thấy. Bọn họ đem cửa viện khóa lại, dặn dò ta không được đến gần. Bởi vì bọn chúng căn bản không cần giết chết thực anh quái. Các vị phụ lão, mình đọc quyền bởi TV2 có từng nghe qua con nhỏ nhà ai đã từng bị thực anh quái cụ thể lại cứu được trở lại chưa? Mọi người đều biết, bị thực anh quái phụ thể là chắc chắn phải chết. Nhưng hai người này lại có bản lĩnh đem thực anh quái từ trên người phụ đuổi ra ngoài. Vậy thì chỉ có một cách giải thích, thực anh quái vốn dĩ cùng một lứa với bọn chúng. Bọn chúng hướng dẫn thực anh quái phụ thân lên người trẻ nhỏ, lại đến cửa diễn trò song hoàng chắc yêu, bị tiền trộm danh. Ta đã nói, quản gia mời đến cao nhân trừ yêu, sao lại chưa từng nghe qua danh hiệu? Hóa ra, ta bị các người lừa rồi. Còn là việc báo hưởng, bọn chúng tìm đến những đứa trẻ vô chủ này, đem cho thực anh quái. Thật là tắc tận thiên lương. Xin đại sư mau chóng xử quyết thực anh quái, trả lại một phương bình an cho Trường An Thành.
Về dân trở hại. Bộ trưởng đại sư và ta, đây chính là vì Trường An phụ lão chưa bỏ đi mấy cái tai hại này. Chính ở hôm nay, chính ở nơi này. Và không động thủ, Thực Anh Quái sẽ là sắp tỉnh rồi. Phật ta từ bi. Tiểu Liệp, người đối với Thực Anh Quái này thật là chân thành. Không vội, ta lập tức tiễn các người lên đường để các người có đồng bọn. Tiểu Liệp, Thực Anh Quái, đúng, Thực Anh Yêu Vương, Thực Anh Yêu Vương. Tiểu Liệt, thật sự là Thực Anh Yêu Vương. Phật pháp vô biển, tất cả yêu nghiệt mau mau. Hỗn loạn thuật của ngươi là tự học đúng không? Ta mặc kệ ngươi là ai, ngươi từ thân thể của Tiểu Nhật cút ra đây cho ta. Đây là Tiểu Liệp, không phải Thực Anh Yêu Vương. Đáng ghét, đứa trẻ này linh thức thật mạnh. Ta giữ lại tiểu quỷ này một mạng, cũng lưu lại cho các ngươi một mạng. Các ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Đưa ta đi Linh Thú Thôn. Tập 5. Mau lên! Cô tí tí, muội chạy không nổi rồi. Không thể dừng lại. Bệnh của chúng ta vây hãm con hổ đầu quái không được bao lâu. Nhưng mà cứ chạy như vậy, không bị hổ đầu quái bắt về, đã mệt chết ở đây trước rồi. Hổ đầu quái vừa bẩn vừa thối, vừa thích nhổ lông. Nếu là bị hắn ta bắt được, vậy muội lựa chọn chết vì mệt. Thượng cổ, Tu La mang theo hỗn độn chi khí mà tới, ngụ ý chiếm đoạt tam giới, hủy diệt tứ tộc, làm cho thế giới trở về tình thế hỗn loạn. Tứ tộc được linh thú tương trợ, cuối cùng đánh bại Tu La, đem hắn phong ấn ở Bắc Câu Lô Châu. Từ đó linh thú đời đời lấy phù hộ Tu La phong ấn làm trách nhiệm, ở nơi đó hình thành Linh Thú Thôn, bây giờ lại không có ai biết nó ở đâu. Không có gì không biết, bách hiểu sinh.
Các người còn có vấn đề gì nghi ngờ, cứ hỏi thoải mái. Linh thú thôn trong truyền thuyết, hóa ra thật sự có nơi như vậy. Trong sách nói, còn có thể giả. Đòi phép nửa ngày, linh thú thôn này rốt cuộc phải đi như thế nào? Linh thú thôn xa ở chân trời. Nếu là dựa vào sức chân, đi đến 1-2 năm cũng chưa hẳn có thể đến. Và chúng ta còn trì hoãn gì nữa? Nhưng bản nhân, bác tiểu sinh không có gì không biết lại hiểu được. Có một kiện bảo bối, có thể gọi nó gần ngay trước mắt. Chuyện tiền bối nói, nhưng là nhậm ngã hành. Tôi còn biết được cái này. Nhậm ngã hành là... Vậy người có biết, thổ địa của toàn thiên hạ thì thực đều là cùng một người. Ông ta thường xuyên lùi tới giữa các danh địa, chính là dựa vào nhậm ngã hành. Hóa ra là như vậy. Xem ra chúng ta chỉ có thể đến thổ địa mượn nhậm ngã hành thôi. Muốn từ trong tay thổ địa lấy được nhậm ngã hành, sợ rằng có hơn nhổ lông trên người thiết công tê. Đây nhưng là chuyện mà đến cả bác hiểu sinh không gì không biết, ta đều không hiểu được. Không phải là tìm thổ địa sao? Ta biết ông ta ở đâu. Đây chính là cách tìm thổ địa của huynh. Đương nhiên phải đến miếu thổ địa rồi. Thật sự có thần tiên ở nơi rách nát thế này sao? Chỗ này cũng quá bẩn thỉu rồi. Tượng thổ địa này ngược lại rất sạch sẽ. Thổ địa công sinh này rất anh tuấn, rất trẻ, rất quái. Giao Giao, ta có phải là bị mờ mắt rồi không? Vừa rồi hình như nhìn thấy thổ địa công cười. Ta biết rồi. Ở đây đẹp trai phi phạm nhất, thổ địa ca ca anh minh thần võ, xin người hiền linh giúp đỡ tiểu nhân. Lẽ nào là muốn chúng ta góp chút tiền hương hỏa? Tại hạ lộ phí có hạn, xin thổ địa công vui vẻ nhận cho. Đây chính là nhậm ngã hành. Nhậm ngã biến. Xem ra dựa vào chút tiền này là không thể đổi được nhậm ngã hành rồi. Trong cái yên hỏa, thổ địa này thật là tinh, tinh thần tỏa sáng khắp nơi. Hồ tỷ tỷ, thổ địa mới này cũng quá rách nát rồi. Trốn trước đã. Tại sao phải trốn? Nghe ta là được. Mau. Đâu ra có thần tiên ở nơi rách nát thế này chứ? Kẻ đến là ai? Tượng đất đang nói chuyện. Xin hỏi, ngài là thổ địa đại nhân hiển linh sao? Chính là bản tiên. Thổ địa đại nhân, ta và Hồ Tỷ Tỷ đang chạy thoát thân, hy vọng mượn được nhậm ngã hành của ngài dùng một lần. Thật đáng tiếc, nhậm ngã hành của bản tiên đã trao cho người khác rồi. Hai vị cô nương mời về đi. Tiểu kiếm, lão sắc hồ à? Hai vị thổ địa. Được lắm, là các người giả thần giả quỷ. Cẩn thận thổ địa công công huyện linh giáo huấn các người. Thế này...
Thổ địa câu câu này và tượng đất không cao giống nhau. Không phải là giả mạo đấy chứ? Mà tên lúc còn trẻ chính là cao như vậy. Và bây giờ cũng cao như vậy, trẻ trung như vậy. Chàng trai trẻ này ngược lại rất dở biết. Vậy lão nhận ra, lão đem nhậm ngã hành cho ta mượn đi. Thổ địa ra ra, cho ta mượn trước. Chúng ta cần dùng gấp. Nhậm ngã hành đối với chúng ta mà nói không liên quan đến tính mạng. Nhậm bà bá, nếu như không có nhậm ngã hành, thổ địa ca ca, đệ đệ của tiểu nhân cứ mạng nhờ vào nhậm ngã hành. Bọn họ giả mạo, bất định phải trả giá thế nào. Đệ đệ của tiểu nhân cứ mạng nhờ nhậm ngã hành, tuyệt đối đừng cho bọn họ mượn lần tiền chốt nữa. Dù ra bản tiền cũng bị điếc, nghe không rõ. Đều không nói nữa. Đến lượt bản tiền nói, muốn nhậm ngã hành của ta cũng có thể 1 vạn ngân lượng tử. Ai ra tiền chứ? 1 vạn lượng nhậm ngã hành thuộc về người đó. Thần tiên sao lại có lòng tham như vậy? Phụ lòng bản tiền khen người hiểu chuyện. Thần tiên cũng phải ăn cơm, có hiểu không? Lòng người không như xưa. Bây giờ cũng không có người cho tiền hương khói rồi. Không tự kiếm chút mưu sinh làm sao sống đây? Không có tiền. Vậy bản tiên quay về ngủ trước đây. Tiền của ta. Hàng đã bán ra, không thể trả lại. Thật thần kỳ. Ông ta làm thế nào tiến vào nhỉ? Thổ địa Gia Gia đi đâu rồi? Thổ địa Gia Gia, khắp thiên hạ ngài là người trẻ tuổi nhất, ngài đẹp trai nhất, ngài tốt bụng nhất. Xin ngài đem nhậm ngã hành cho ta đi. Tiền sau này ta dần dần đưa cho ngài. Vị cô nương mặc thâu khố này, chẳng dứt phải theo thứ tự trước sau nhé. Ai mặc thâu khố hả? Có hiểu không mà nói lung tung. Đồ quê mùa. Cô nương, mạo muội hỏi một câu, bông tai của cô tại sao chỉ có một chiếc? Ra sao? Cái này vào bông tay huynh giấu đó giống hệt nhau. Cảm cần lỗi thời như vậy. Hồ tỷ tỷ sao không bị lừa đâu? Bông tay này của ta vốn là có một cặp, nhưng là một cái khác tại rất nhiều năm trước vô duyên vô cớ biến mất rồi. Thế định là bị tiểu tặc này trộm đi rồi. Khi ta còn nhỏ, từng cùng cô nương có duyên gặp gỡ. Đệ sao thế? Đệ không tìm được đường về nhà. Tỷ tỷ dẫn đệ đi nhé. Tỷ tỷ là yêu quái sao? Đúng vậy. Đệ có sợ không? Vậy tỷ ăn thịt người sao? Ta ăn trẻ con nói nhiều. Đừng để bị lạc nữa. Tỷ tỷ. Nhưng ta không nhớ có chuyện này không? Cũng không nhớ từng gặp qua người. Nhưng bông tai này chính xác là một cặp. Chỉ bằng vật trả về chủ. Ta không thể nhớ lại chuyện mà ngươi nói. Cũng có thể xác định ta có phải là chủ của nó không? Thế hiệp vẫn là tự mình giữ lại nó đi. Được rồi, chúng ta mau đi tìm ngân tử đi. Đi mà. Quân tử giúp người khác thành công, huống hồ giữa hai chúng ta, cho dù thế nào cũng gom không được nhiều tiền như vậy. Nhậm ngã hành để cho hai vị cô nương bọn họ đi, đừng quản bọn họ. Hồ tỷ tỷ, cho ta đi. Để Bắc Giang thực hiện thuyết mình. Tập 6. Ai呀
2 4 Này, con người hình đây chả lẽ muốn ra là ra, là hình đã đi tìm Nhậm Ngã Hành. Chúng ta đi con tiền ở chỗ nào đấy? Chúng ta đương nhiên phải có được Nhậm Ngã Hành. Muốn có được Nhậm Ngã Hành, cần kiếm đi mũi nghiêng. Thổ địa bây giờ có lẽ đã nghỉ ngơi rồi. Đợi bọn họ đi xa, chúng ta lén nút lùi từ ngoài vào, mượn Nhậm Ngã Hành dùng một lần. Có điều, việc cấp bách nhất phải tìm được bí ẩn của tranh vẽ trên tường. Rốt cuộc là động tác nào nhỉ? Không thể sai, chính là động tác này. Huynh muốn làm gì? Huynh quên rồi hả? Hồ địa này nhưng là một kẻ keo kiệt. Hồ địa này giống như bảo bối như vậy, tham cùng chúng ta khóc lóc than gạo, hay là một kẻ trục lợi. Chỗ này xem qua cũng coi như an toàn. Trước tiên huynh đem tiền đang cõng trên lưng bỏ xuống. Cẩn thận, đừng động đến Tiểu Liệp. Được. Thổ điện này rốt cuộc đem đồ thả vào chỗ nào rồi? Nhậm Ngã Hành. Công tử quả nhiên nói là làm. Như nhau như nhau. Bỏ tay ra. Cô làm gì? Ta không. Ngươi đưa cho ta. Đưa cho ta. Đưa hay không? Ra sao? Tiếp lấy. Cổ tinh linh. Bỏ ta ra. Cô nương, là tại hạ đường đột, là ta quá lỗ mãng, chưa được khiển trách. Ra sao, tiếp lấy. Ai? Thổ địa công. Thổ địa. Lão gia thổ địa. Chả lẽ là kẻ cướp tới rồi? Hồ đầu quái. Chính hắn đang truy sát chúng ta. Đừng sợ, ta có cách. Vừa rồi người nói chắc thực có hai cô đơn đến tìm người mua Nhậm Ngã Hành bởi TV2.org, nhưng là không đang đủ tiền. Thấy đáng thương. Cái này không phải là đi quên tiền rồi sao? Quên tiền. Xinh đẹp đấy.
Thần tên các người là không thể có tin đen chứ. Mau buông tay. Có gì từ từ nói. Đừng va vào cái đám bảo bối này. Hân hạnh, hân hạnh. Không sao. Rất đẹp trai. Hắn là ai? Sao ngươi lại ở chỗ này? Từ khi nào lại vào đây rồi? Ta thấy các người muốn mua Nhậm Ngã Hành là giả, đến trộm mới là thật. Hắn cũng đến tìm Nhậm Ngã Hành. Không, không, không. Ta và hai ả nha đầu đó có phải một nhóm? Ai ả nha đầu? Ngươi đã gặp qua bọn chúng? Ở chỗ nào? Học rồi, lỡ miệng nói ra rồi. Về rằng hai ả nha đầu rất đáng ghét. Cái gã to lớn này, thật nhìn như là kẻ đến không tốt. Cái này ta không thể nói. Chúng ta đúng là đã gặp hai vị cô nương đó. Sao vẫn còn một tên? Ta thấy người giống người có học. Sao lại làm chuyện như thế này? Thôi để công công. Vừa rồi vạn bối và hiệp khách gom đủ tiền nên quay lại. Chỉ thấy hai vị cô nương đó đang lén lút bò vào trong bức tranh của thổ địa. Vạn bối nhất thời hiếu kỳ liền theo vào đây. Nhưng là sau khi theo vào đây thì không thấy bọn họ nữa. Có lẽ vẫn trốn ở đâu đó. Đợi đã. Các người gom được tiền rồi. Đây là đồ của Hồ Mỹ Nhân. Đối vào bọn chúng là một đám. Rõ ràng đang ở đây chỉ hoãn thời gian của ta. Không, có lẽ đây chính là mưu mô của các người. Đợi đã, ai cũng không được phép rời đi. Nhậm Ngã Hành không thấy nữa. Lẽ nào các ả đã đem Nhậm Ngã Hành đi rồi? Không ổn. Này, Nhậm Ngã Hành đâu? Có phải các người lấy rồi? Rốt cuộc là gom đủ tiền hay chưa? Mau, mau đuổi theo. Nhậm Ngã Hành còn ở trên người hồ đấu quái. Cái gì? Bốn tiểu tổ tông ơi, các người trả Nhậm Ngã Hành cho ta.